Bên này xong đưa qua xử lý qua bên kia, xong rồi bắt đầu đi vô lập tin. Là chưa đúng không? Dạ chưa, chưa. Nó tới 4. Vậy đó. Bể là gì, làm bao nhiêu khối? Dạ 10 khối mà mình làm 8 khối anh. Dạ. Đó, nếu mà sản lượng bớt nó ra là có gì? Là để xin họ mang kỹ thuật. Dạ. Nên mẹ mình không tham gia được. Mình ở ngoài. Dạ. Thì mình thường biết thì lắp khoảng 1 triệu rưỡi nào thì còn khoảng 70 80 bố. Triệu rưỡi nào là có10 mời mấy anh ra đây với lại mời mấy chị xuống mình chụp cái hình rồi chỉ tiền đi ha. Dạ. Rồi mời mấy anh ra đây với lại mời mấy chị xuống mình chụp cái hình rồi chỉ tiền đi ha. Dạ.